Lúc thủy triều lên cao, các bãi bồi ven sông đều ngập nước, nên đàn cò thìa không đi kiếm ăn được. Chúng đậu thành hàng trắng cả bờ đầm. Giống như một số loài chim nước, cò thìa là loài ngủ đứng. Khi ngủ, chúng co một chân lên và giấu đầu vào trong cánh. Tư thế này giúp cò thìa giữ nhiệt tốt hơn và giảm năng lượng tiêu hao. Việc ngủ một chân cũng giúp chúng dễ dàng thay đổi tư thế. Có ý kiến cho rằng tư thế ngủ của cò thìa và một số loài chim nước xuất phát từ nguyên nhân chạy trốn kẻ thù. Khi có tín hiệu nguy hiểm, chúng lập tức hạ chân kia xuống để lấy đà bay lên. Động tác này giúp tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình xuất phát, đồng nghĩa với cơ hội sống sót của chúng sẽ cao hơn. Trong lúc ngủ, đàn cò thìa sẽ luôn có một vài con thức làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi thấy nguy hiểm, chúng sẽ lập tức báo động cho cả đàn. Một con diều hạ thấp dần độ cao để chờ thời cơ tấn công con mồi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó làm đàn cò thìa giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ tự nhiên, chúng lập tức tung cánh bay lên để thoát thân. Khi con diều bỏ đi, đàn cò thìa lượn một vòng trên cao rồi đậu về chỗ cũ. Do thủy triều chưa rút nên đàn cò thìa vẫn phải chờ đợi. Trong lúc nhàn rỗi, chúng thể hiện nhiều cử chỉ mang tính cộng đồng. Một số con đang đùa nghịch với những cành củi khô như một cách để giết thời gian. Đây có thể là hành động thực tập cho mùa xây tổ trong tương lai, hoặc có thể nhằm mục đích đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Cò thìa là loài rất trung thành với nơi sinh sống, nhưng chúng cũng rất nhạy cảm với môi trường. Nếu những tác động của con người làm ảnh hưởng xấu đến sinh cảnh sống, thì có thể chúng sẽ bỏ đi nơi khác. Sự xuất hiện của cò thìa ở Xuân Thủy có thể coi là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng môi trường tại đây.